bên khu vườn để hoang của nhà hàng xóm này, thì có một cái cây nó mọc lên, mà cây cây phèn đen, nhìn lá nó hơi nhỏ nhỏ này, lá nó thành chánh đều như này, lá thành chánh rất là đều đấy. Lá non nữa, lá già này, cành cây này. Nó mọc bụi lên, thân thì nó cành cây là nó cứ thẳng lên đây, bụi lên. Đây nó cũng có quả rồi, đây là hoa của nó này. Hoa nhỏ dạng chùm như này, và khi mà nó đậu hoa thì quả nó vía màu xanh như này, quả màu xanh. Khi mà nó chín thì nó màu màu tím đen này, màu tím đen nhé. Đây, đây có quả chín này. Màu tím đen, quả chín này, quả chín này thì ăn được nhé, có vị chua chua rất chát. Chua mà chát chát. Và nó có màu tím đen, màu tím đen. Màu tím đen. Và cây của nó lá như này đây. Và cây này là cũng là một cây vị thuốc nam y ấy. Nhưng mình không rõ là nó có tác dụng gì, mình chỉ biết rằng là hồi nhỏ đấy thì bà ngoại mình rất hay lấy cái lá cây này để kho cá, để kho với cá đấy, kho cá đấy. Lấy lá cây này kho cá và ăn rất là ngon, và cái lá này nó sẽ tạo thành màu ấy. Mình không phải cho, bây giờ mình kho cá thì mình thường hay cho kẹo đắng để nó tạo màu ấy, màu đỏ cho cá ấy. Màu đỏ của thịt con cá ấy. Nhưng mình lấy cái lá này mình kho thì nó sẽ ra màu như vậy, và ăn cũng rất là ngon. Thì hôm nào có thời gian thì mình sẽ lấy cái lá này mình làm món cá kho, xong là review cái món đấy cho các bạn xem nó như nào. Lâu lắm rồi mình cũng không ăn món đấy, phải đến 20 năm rồi. Ngày xưa bà ngoại còn sống thì thường hay làm món cá kho với lại lá phèn đen cho mình ăn, nhưng mà cũng rất lâu rồi. Và trong cái khu vườn hoang này thì có rất nhiều cái cây hoang mọc lên tự nhiên. Đây một cây này, cây dâu này. Lâu chủ nhà không ở để hoang và cỏ đã mọc um tùm như này đây. Bên này cũng cây phần đen này. Nó bị sâu rồi, trái màu xanh, trái chín thì màu đen tím này. Cả những cây dại gì nữa đây, cỏ leo lên đây.
hòa đi.